Duyên ơi. Ơi, tôi đây. Có chuyện gì không? Thế bà lên huyện người ta trả lời sao rồi? Thì vẫn thế thôi. Các bác các chú ở trên đấy vẫn ủng hộ vì nó là công trình có ý nghĩa cho cộng đồng. Nhưng mà vẫn vướng một vài thủ tục do chưa có văn bản hướng dẫn. Nghĩa là vẫn phải chờ à? Nhưng mà thôi không sao. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Hôm qua lúc đưa Giang về, Giang cũng nói câu y hệt như bà ấy. Giang nói gì cơ? Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Giang nói với tôi là tin bà sẽ làm được, bởi vì bà là người có khả năng kiến tạo tốt. Giang nói thế thật á? Ừ. Alo. Ừ, tao qua luôn. Thế nhá. Ừ. Thôi, tôi phải đi trả xe cho thằng Kiên rồi. Lát bà nhớ qua điểm trường kiểm tra xe nhá. Cảm ơn ông nhá. Ừ. Bye bye. Bye bye. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Hôm qua lúc đưa Giang về, Giang cũng nói câu y hệt như bà ấy. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Hay nhở. Tôi thấy ở trên này có nhiều bạn ước mơ làm giáo viên, có những bạn ước mơ làm bác sĩ, nhưng mà ước mơ làm kiến trúc sư như Duyên ý, hiếm đấy. Giang nói là tin bà sẽ làm được, bởi vì bà là người có khả năng kiến tạo tốt. Thầy sinh ra và lớn lên ở Cao Sơn nên thầy rất hiểu tâm huyết của em. Hơn nữa, nhìn bản thiết kế của em rất đẹp, thầy rất thích. Đã. Và thầy tin rằng bọn trẻ con cũng thích. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc, và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải có nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn, hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời, cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh, thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Dạ, cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi bà ạ. Mẹ cái Duyên ngày trước ấy cũng bị dị ứng với tôm đấy. Bà cũng chữa cho mẹ nó nhiều lần rồi. Dạ. Đây là bài thuốc chữa dị ứng của người dân tộc đấy. Uống vào chỉ mát gan thôi, không có độc hại gì cả. Vâng ạ. Mà hôm nay ở lại đây đi. Về nhà bà ngủ, mai hãy về nhá. Cháu cảm ơn bà, nhưng mà cháu phải về.
Cháu không sao đâu ạ. Thế Giang ở đây đợi một lát nhá. Tôi đưa hai bà cháu về rồi quay lại đón Giang. Thôi, tôi với bà tự về được. Ông đèo Giang về đi. Thôi, hai đứa cứ về trước đi. Kẻo trời tối ở đường khó đi lắm. Vâng ạ, thế cháu đi luôn ạ. Ừ, đi đi đi. Bà ơi, bà giữ gìn sức khỏe nhá. Cháu về đi ạ. Ừ, thế cho bà. Cháu về nhá. Dạ. Để riêng dẫn Giang về nhá. Ừ. À, Giang về đến nơi nhớ nhắn tin hoặc gọi điện cho Duyên nhá. Ok. Huyện rất ủng hộ. Nhưng công trình cháu thiết kế là mô hình mới, thử nghiệm lần đầu tiên, lại chưa có đơn vị chuyên môn nào công nhận, do đó chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Nếu ủng hộ, chú có thể chỉ đạo các phòng ban giám sát để đảm bảo là công trình của cháu sẽ an toàn cho học sinh ạ. Chú rất muốn ủng hộ, nhưng các chú là đơn vị cấp huyện, phải tuân thủ theo chỉ đạo của cấp trên, hoặc làm đúng theo quy định của nhà nước. Dạ vâng. Chú ơi, cháu có thể hỏi chú một điều không ạ? Cháu cứ thoải mái. Cháu nghe nói là việc tạo điều kiện cho các đơn vị tài trợ xây nhà vệ sinh kiểu đồng loạt thì huyện, xã và các trường cũng sẽ được hưởng lợi. Có phải vì điều đấy mà địa phương gây khó khăn với những công trình như kiểu của cháu không ạ? Không có chuyện đó đâu. Nếu như có một đơn vị hoặc cá nhân nào muốn làm tốt cho dân, các chú đều ủng hộ hết mà. Dạ. Cháu cảm ơn chú. Cháu cũng xin lỗi nếu như mà nói điều gì đấy không đúng ạ. Nhưng mà cháu rất mong là chú sẽ giúp cho trẻ em ở Cao Sơn mình ạ. Chú có thể nói rõ hơn về quyết định đầu tư vườn vệ sinh được không chú? Năm nào công ty cũng dành một phần kinh phí để làm từ thiện. Việc đó cũng hoàn toàn bình thường mà. Nhưng mà cháu thấy những dự án được giải thì mình chưa có kế hoạch đầu tư, mà lại đầu tư dự án bị loại, e là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Chú rất hiểu băn khoăn của cháu, nhưng nhiều khi mình phải căn cứ vào tình hình thực tế để ra quyết định. Bạn có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy ạ. Thông cảm cho anh em anh. Về đến nhà bao việc rồi, chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây à? Để giải báo cho anh. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản kề ấy à? Để tao giúp mày. Cút. Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà.